Vâng, xin chào mừng các bạn trở lại cái vạch căng trang ký cổ ngày xưa. Ngày nay bên mấy kính cổ tuyệt phẩm đòn gánh và một cái lami cái cơn. Trước khi vào kênh bác like xem nhiều em cho giá tôi một chút. Vâng, đây là mã số 1 nhé. Đây là cái mét lâu đòn gánh, con này size 140 nhé. Vâng, size càng 40, size ngang là 13,9 nhé. Vâng, em đo chính xác nó size càng 40 rồi. Vâng, và size ngang của nó là 13,85. Vâng, 13,85 gọi là 13,8 thì cho nó dễ đi. Vâng. 13,8 nhá, xe ngang 13,8. Xe càng 40. Đây là cây mếc lâu đoàn gánh rất xuất sắc, đẹp ngoài vàng hồng luôn, rất hiếm gặp nhá. Vâng. Này vàng hồng, bác nào thích chơi vàng hồng thì cái này. Em có cây vàng hồng, cây vàng vàng, tùy từng. Mếc lâu đoàn gánh của Đức Quốc Sát Thập Quỷ năm 1060 nhá. Chuẩn nào xuất sắc nhá. Nguyên zin. Dòng này nhìn từ xa rất giống với cả số đòn gánh, nhưng nhìn gần không phải, nhìn gần nó là mét lơ đòn gánh của Đức Quốc Sát Thập Kỷ 1950-60 chuẩn áo nhất nhé. Và xuất sắc luôn đấy, và nguyên zin nhé. Bậc vàng sáng ánh gương, bậc vàng sáng ánh gương, xuất sắc luôn đấy. Và bác nào Hà Nội cần có địa chỉ nhé, em xem kính cổ của sơ đồ lính binh nhé. Các bác ở tỉnh xa hết sức tâm bằng phương tiện bưu điện ô tô máy tàu hỏa, phương tiện nhanh nhất em gửi phương tiện đó. Thời gian gửi 1-2 ngày, chậm là 3-4 ngày, tùy theo thiên tai dịch bệnh bão lũ nhá. Ở cầu giữa thì nó có cái chuyện vuông nhưng cũng khá mờ rồi, chui ven zin. Cái tròng thủy tinh nhá. Và đấy, cầu giữa nhá. Tất cả thông tin về kính em đều ghi bên giấy video rất cẩn thận ạ. Và càng bên trái là số 140 này. Thông tin thông số là rất là rõ ràng, an tâm yên tâm nhá. Tất cả sản phẩm bán ra là check test toàn cầu trên toàn thổ. Bác yên tâm về giá cả và giá sản phẩm nhé. Đấy. Cái chuôi này có ký tự mã số này. Đấy. Thế mới sướng. Đấy. Có ký tự mã số của chữ Mekler Zepani mà khó nhìn quá đấy. Và đây này. Có cái chữ Mekler Zepani này. Xong nó có những cái ký tự này. Đấy. Tiếp theo càng phải là 140 và biểu tượng logo nhé. Biểu tượng logo hãng từ ngày xưa này. Đó. Rõ ràng. Đấy. Sang 140 nhá, sang càng 40 xe ngang 13,8 nhá, mét lơ đòn gánh nhá, của Đức Quốc Sát Thập Kỷ 1950-60 chuẩn áo nhất nhá. Vâng, giá cái này là 15 triệu rưỡi nhá, 15.500k nhá, giá là 15 triệu rưỡi 15.500k nhá. Về hình thức mua bán thì bác nào chuyển khoản bao ship, là ship code cũng là đặt cọc 100 đến 200. Tùy giá trị kính và thời gian bán hàng em bán rất thoải mái từ 8 giờ sáng đến 23 giờ, 8 giờ đến 11 giờ tối. Tất cả ngày tuần không nghỉ nào kể ngày lễ Tết. Với điều kiện bắt điện thoại trước, tránh tình trạng đến xuất quá thì em đi thẩm định đi giá đất cổ xưa. Bắt điện thoại trước là em nguyên tiếp đoán từ xa tại ngõ 390 Trường Chinh, Đống Đa Nội, lắng nghe thấu hiểu tư vấn cố vấn chuyên sâu tất cả về kính cổ, đồ gốm sứ, đồ đồng, xe đạp cổ, xe máy cổ. Đó là cái giá trị em nói lên với các bác, là khi mua kính đồ cổ mình phải chọn cái địa chỉ bán hàng lâu năm, địa chỉ và số điện thoại bán hàng lâu năm song hành dễ nhìn dễ tìm thấy. Đó, đấy mới là ok nhá. Vâng, đã xong mã số 1 nhá. Tiếp theo em sẽ đi sang mã số 02. Và xem là cái gì đây. Đều là cây tuyển chọn xuất sắc luôn đấy. Và đây là mã số 02 nhé. Và đây là cây Lamy-Alex, con này size ngang, size càng này 140 nhé. Rất thoải mái luôn đấy. Và cây này mắt màu nâu trà nhé. Và đây cái bản trơn này nó gọi là phiên bản limited nhé. Tất cả các dòng Lamy-Alex phiên bản trơn này nó chỉ duyệt bản này, không có chuyện to gấp đôi gấp ba gấp bốn đâu nhá. Một số bác mua phải gấp đôi gấp ba gấp bốn, đó là dởm giả nhái, em dám khẳng định 100% nghìn nghìn là như thế. Bởi vì sao đối tượng đấy bán là không có cái địa chỉ lâu năm, không rõ ràng công khai hình ảnh khuôn mặt con người, giọng nói không tròn vành rõ tiếng. Đấy là cái giá trị em nói tất cả các bác là như thế, để các bác nắm bắt được. Một số bác ham rẻ, các cụ đúc kết rồi, của rẻ của ôi của đời đời không ngon đấy, rất chuẩn xác chính xác lắm. Thì chi tiết cái kính này ở cầu giữa thì nó có cái chuyện vuông, có hai chuyện vuông cơ, nhưng mà nó cũng khá mờ rồi, cái ve này thay rồi, còn lại là zin hết nhá, xuất sắc nhá, không điểm gì chê nhá. Và đi sang càng trái là Lamy và cái Francis và chữ ký tác giả cũng như là cái chuyện vuông, xuất sắc nhá, không điểm gì chê nhá. Đấy này, đấy. Thông tin chữ ký nhà sản xuất, nhà thiết kế đấy, đấy đã xong nhá. Đấy là càng bên trái là càng phải, càng phải. Càng phải đây là có một cái chữ đó là Alex này, và cái chữ ký tác giả đây đây này, đây là chữ ký và chuyện vuông này, còn bên này là cái chữ Alex này. Đấy. Đấy, Lamy Alex. Xuất sắc nhá. Vâng, Lamy Alex.
mới cóng cựa nhá, không điểm trừ nhá. Vâng, giá là 17 triệu 17.000 ca nhá. Giá là 17 triệu 17.000 ca. Các bác mua đâu mua? Nên lựa chọn mua bán kính cổ đồ cổ những chỗ đắt tiền, phải là bán hàng lâu năm và số điện thoại lâu năm thì đấy mới là ok nhá, phải lâu năm nhá. Đấy. Lưu ý cái vấn đề này bác nhá. Vâng, xuất sắc nhá. Giá 17 triệu 17.000 ca nhá. Đây là mã số 02, bởi vì giao rất nhiều tượng bán giống hệt kính này. Bán ở giá từ 2 triệu đến 10 triệu, bán ở ngõ 2, 16 của Linh, phó lái viên Udomac Công Đắc, ngõ Lam Bá Hồ Bé Cát, xung quanh Hồ Quang, xung quanh Hồ Văn Quán, Thanh Xuân Đông Triều Khúc, Từ Liêm Cầu Giấy. Rất nhiều người bị mắc bẫy đối tượng đấy. Đối tượng đấy là không có địa chỉ lâu lâu năm, không rõ ràng về hình ảnh của một con người. Đấy là cái rất nhiều yếu tố tạo nên đối tượng bán rởm giả. Các bác phải hiểu rằng bán amateur lừa đảo thì nó mới giấu như thế. Sau thời gian thay đổi địa chỉ, thay đổi số điện thoại thì lưu ý vấn đề này. Tất cả kính cổ đồ cổ, đồ đắt tiền, quần áo hoàng hiệu nên chọn những cái địa chỉ và số điện thoại lâu năm, bạn đã bán hàng lâu năm, cả địa chỉ cả số điện thoại là ok nhất đấy. Còn một số trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee, Sendo hay TikTok của trang mạng xã hội, hay trang mua bán chứng khoán .vn, mua bán 24 giờ, mua bán nhanh, đối tượng cầm một kính này, chụp ảnh trên cành cây lá cây này, vô lăng ô tô, ghế ô tô, rồi chụp những bức tường nhưng không thấy cái địa chỉ lâu năm đâu cả. Sử dụng rất nhiều sim số đẹp, sim tam quy tứ quý chẳng hạn, đôi ban 2, 3, 6, 3, 8, 3, 9, tứ quý 5, tứ quý 8, tứ quý 9, rất nhiều tứ quý khác. Thuê đứa con gái bán 2%, một vài năm ủ trái quyền, lợn mất, biến mất, rồi rượu với mình cũ. Vì như đứa con gái bán, bác để ý, thập niên 90 bây giờ còn ai bán không? Bác để ý mà xem, xung quanh không nhà bác sống. Đã xong mã số 2 nhá. Cái này nói nhanh thôi, vì nhiều cái, nhiều món đồ lắm, phải lên lắm. Tiếp theo là mã số 03 nhá, đây là cơn một đầu đầu chữ nhỏ nhá, thập kỷ 1960 nhá. Vâng. Đầy đủ compo lê nhé, cả bao bủng nhé, và còn rất là mới, rất đẹp nhé. Cái này xuất sắc, không điểm trừ nhé. Và con này size 52, chiều ngang 3,8 nhé, size càng, size chuôi là 140 nhé, còn cái size tròng 52, cầu là cầu 20 nhé. Và mắt nó, mắt cơn bao giờ là mắt xanh đen nhé. Riêng dòng kính cơn là đầu chữ nhỏ, bao giờ kể cả đầu chữ nhỏ hay chữ to đều là xanh đen đó. Mọi thứ là rất là rõ ràng đấy. Vâng, size càng, size chuôi là 140 rồi, còn size ngang 13,8 ạ, còn size tròng mắt là 52, còn ở cầu ở giữa là cầu 20. Tất cả thông tin về kính thì em rất là cẩn thận là ghi bên dưới video rồi, kèm theo những cái địa chỉ và số điện thoại lâu năm khẳng định lên tên tuổi thương hiệu thì quá yên tâm rồi. Đấy. Ua vân kê nhá. Đấy. Bộc vàng sáng gương chuôi ve xuất sắc nhá. Y chi tiết nhá, gầm cầu dưới giữa thì bao giờ nó cũng có chữ AO 1 phần 10 12 ca ghép. Đấy, chùi ve nó còn trắng tinh trắng mút thế này mà sướng lắm. Đấy. Tiếp theo hai càng khác ở chiều là âm me thì cái nó optical 1 phần 10 12 5,2 gạch chéo nhá. Dòng này kể cả thập phân em cũng có nhá, đầy đủ hết nhá. Đấy, bạc vàng sáng gương chùi ve còn trắng tinh trắng mút nhá. Tiếp theo sang càng bên phải đây là con thế nhân đảo chiều nhau nhá. Đấy, cũng là âm me thì cái nó optical 1 phần 10 12 5,2 gạch chéo nhá. Mọi thứ là rất là rõ ràng, an tâm nhá. Đấy, xuất sắc này, để nhìn cho nó dễ này. Đấy, thấy không? Ê, nó mới sướng nhưng vâng. Giá cái này là đưa ra cực tốt ạ. Trước cái này bán toàn trên 30 triệu, giờ bán giá 30 triệu tròn. Hay thế mới sướng. Giá là 30 triệu nhá, gọi là 30.000 ga nhá, giá là 30 triệu 30.000 ga nhá, xuất sắc không điểm trừ nhá. Con này vàng hồng nhá, sướng đấy. Giá là 30 triệu 30.000 ga vàng hồng nhá, giá là 30 triệu 30.000 ga nhá. Vâng. Một lần nữa thì rất là cảm ơn các bác đã luôn dành thời gian mà quan tâm xem theo dõi cái video của em ở dài thôi. Bác nào yêu quý trang kiến cục kiến sư thì đăng ký kênh, like xem nhiều, em sẽ có giá rất là tốt cho các bác đó. Vâng, xin chào tất cả các bác nhé. Làm sao?